Chào anh em nhé. Nay mình quay cho bạn ván nét, cốt ván nét giá rẻ 50 đến 100 nghìn một tấm. Đây, cốt rất đẹp, cốt 100% A. Cốt này để lâu rồi, mang về đóng 3 lít thoải mái, rất tốt. Cốt này cốt chịu lực hơi kém. Đây cốt hỏng, đây cốt hỏng, cốt loại 50k một tấm. Còn bên này là cốt đẹp nhé, cốt đẹp này bán 200.000 một tấm. Cốt 12, 15, 18, keo 20, độn keo bạch đàn, cốt 100% A. Hàng này hàng mang về dán mặt bớt đẹp, đây không phải hàng xấu. Thị trường chậm nên giờ bán cốt thu hồi vốn luôn. Hàng 18, đây chỗ này đang còn khoảng tầm 20 công. Chứ là chỗ này tối quá, tắm dưới đấy. Đây, anh em nào quan tâm thì liên hệ với mình nhé. Hàng rất rẻ, ngon bổ rẻ. Đây 5 ly đây, hàng ngon bổ rẻ, mua nhanh kẻo hết. Anh em làng nghề có nhu cầu thì liên hệ với mình. Đây là cốt chưa cắt, mới càng. Đây có những kiện đã bả lần 1, bả lần 2. Đây cốt rất đẹp, anh em mua về trà qua chỉ việc dán mặt thôi, hoặc là có thể trà theo yêu cầu của anh chị. Đây, cốt 12, giá rẻ nhất miền Bắc, không có chỗ nào rẻ như chỗ này cả. Còn cốt chơi có cả cái máy may này. Ai mua máy may bán luôn máy may này. Đây hàng chậm cũng bán được hàng, ai có nhu cầu bán luôn máy may. Đây cốt đây nha, cốt rất đẹp, cốt 18, hơi loáng. Đây cốt cao ngút trời đây. Anh em quan tâm liên hệ với mình hoặc để lại số điện thoại bên dưới thì mình sẽ liên hệ lại. Đây là hàng keo E0 nhé, hàng keo E0, cốt keo lẫn bạch đàn. Đây, 100% A, ship rất tỉ mỉ, chắc chắn. Hàng không bong tách phồng rộp, hàng chuẩn. Anh em có nhu cầu thì liên hệ với mình hoặc để lại số điện thoại mình sẽ liên hệ lại nhé. Mua nhanh kẻo hết, hàng giá rẻ, thời điểm này hàng rất rẻ, hàng rẻ rẻ chưa từng có.